chính sách tín dụng ưu đãi có ý nghĩa quan trọng và tính nhân văn sâu sắc. Đồng Nai có 46 cơ sở giáo dục có tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông 100%. Thí sinh Đồng Nai nộp đơn phúc khảo ở đâu sau khi biết điểm thi tốt nghiệp? Người dân thành phố Long Khánh tự nguyện giao nộp hàng trăm vũ khí vật liệu nổ. Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo chống người thi hành công vụ. Phóng sự gánh nặng chi phí chữa trị khi bị bệnh tiểu đường. Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn khẳng định, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là chủ trương đúng đắn và có tính nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước ta, có vai trò quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên truyền chỉ thị số 40 sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, huyện và các đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng của hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Đồng Nai có 93 cơ sở giáo dục với hơn 33.000 thí sinh dự thi. Trong số 93 cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, 46 cơ sở giáo dục có tỷ lệ 100% thí sinh đậu tốt nghiệp. Cụ thể, các cơ sở giáo dục có tỷ lệ đậu 100% như sau: đứng đầu là thành phố Biên Hòa 17 trường, thứ hai là huyện Trảng Bom 7 trường, thứ ba là thành phố Long Khánh 6 trường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi, trong đó Đồng Nai có hơn 34.000 thí sinh đăng ký, số thí sinh dự thi thực tế là 33.021 thí sinh. Đồng Nai cũng là một trong 5 tỉnh có số lượng thí sinh dự thi năm 2024 đông nhất cả nước. Từ ngày 17 đến 26 tháng 7, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì nộp đơn phúc khảo tại nơi mình đã đăng ký dự thi. Sau khi hết thời gian nộp đơn phúc khảo vào ngày 26 tháng 7, các đơn vị sẽ chuyển đơn phúc khảo của thí sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện quy trình xử lý tiếp theo. Thí sinh khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên có thể liên hệ trực tiếp với trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên nơi học lớp 12 để nhận mẫu đơn phúc khảo và nộp đơn phúc khảo bài thi. Còn với thí sinh tự do có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo địa phương nơi mình đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trước đó. Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh được biết. Thực hiện đợt cao điểm vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Long Khánh đã phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân giao nộp các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua 2 tháng tuyên truyền và vận động từ ngày 15 tháng 5 đến 15 tháng 7, người dân tự nguyện giao nộp 10 súng tự chế các loại, chủ yếu là súng hơi, súng bắn cồn, 113 viên đạn quân dụng các loại, 46 vũ khí thô sơ, 107 viên pháo. Ngoài ra, Công an thành phố Long Khánh còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 62 buổi tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm tại địa bàn với gần 6.000 lượt người tham dự. Ngày 19 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Doãn Minh Bảo, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 18 tháng 7, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Long Khánh tuần tra kiểm soát trên tuyến đường số 4 thuộc khu công nghiệp Long Khánh, ấp 1, xã Bình Lộc, đã phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-11129 do Bảo điều khiển không thắt dây an toàn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, đối tượng Trần Doãn Minh Bảo không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Sau khi bị tổ công tác dừng phương tiện, đối tượng liền nhảy xuống xe dùng dao tấn công tổ công tác. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế bắt đối tượng đưa về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Doãn Minh Bảo đã thừa nhận hành vi sai phạm. Bảy mươi một tuổi và đã có hơn chục năm sống chung với căn bệnh tiểu đường, bà em phải uống thuốc và tái khám hàng tháng. Chỉ riêng bệnh tiểu đường đã làm bà mệt mỏi, cùng với đó là các bệnh khác do biến chứng của căn bệnh này gây ra, khiến bà phải nhập viện thường xuyên. Nó biến chứng đó rồi nó còn bị mờ mắt, đồ này nọ kia. Giờ hiện tại là mẹ đã không thấy đường rồi.
nằm một chỗ luôn. Nói chung là suy tim, suy thận đồ nhiều lắm. Càng ngày nó càng giảm này thì nó ra thêm bệnh khác vậy đó. Sợ gì lo lắng, như cái này ngày cũng nghe nói là cũng sợ có di truyền á, thì đâu đâu mình cũng phải lo. Với bệnh tiểu đường có biến chứng thì sức khỏe bệnh nhân giảm sút rõ rệt, giảm cả khả năng làm việc, kéo theo đó là phải có người chăm sóc. Mình cũng thấy mệt chứ, mình mệt theo luôn. Bà bệnh là mình cũng thấy mình cũng bệnh theo luôn đó. Giảm 50% rồi. Là kéo theo mình cũng phải chăm sóc, là có mình cũng phải giảm theo luôn. Chứ mình chăm sóc hoài là mình bỏ công hoài rồi. Đó vậy đó. Coi như giảm 50% đó. Điều đáng nói là số lượng bệnh nhân tiểu đường bị biến chứng hiện nay khá đông. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh có khoảng 140-150 bệnh nhân khám ngoại trú mỗi ngày. Đây là những người có đường huyết ổn định, chỉ cần khám định kỳ và uống thuốc điều trị cả tiểu đường lẫn biến chứng đi kèm. Bên cạnh đó có khoảng 25 ca điều trị nội trú vì bệnh có biến chứng nặng, phải nằm viện chữa trị. Cả tiểu đường type 1 và type 2 đều có những biến chứng liên quan đến các bộ phận khác nhau trên toàn bộ cơ thể. Bệnh tiểu đường là bệnh không có lây nhiễm, nó phát triển âm thầm lặng lẽ. Đối với type 2 khi phát hiện là đã bị có cách đây 5 năm rồi mà người bệnh không đi tái khám. Cho nên khi phát hiện ra nó đã có biến chứng kèm theo rồi, biến chứng mắt, biến chứng thận, biến chứng tim, gan. Đó, cho nên nó là một trong những gánh nặng cho ngành y tế cũng như tăng thêm cái chi phí điều trị đối với người bệnh và người nhà. Theo Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân gặp biến chứng làm gia tăng chi phí điều trị. Sau gần 10 năm, tỷ lệ dân số mắc đái tháo đường ở nước ta tăng gần gấp đôi. Bệnh không chỉ để lại nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ, mà còn là gánh nặng kinh tế cho cả gia đình lẫn toàn xã hội.